Xin chào các anh em yêu bóng đá. Tiếp tục với chuyên mục nhận định soi kèo hôm nay của Phạt Đền là trận cầu giữa U19 Việt Nam và U19 Philippines diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 4 tháng 7 trên sân GBK Maria Stadium thuộc giải U19 Đông Nam Á 2022, quyết giành chiến thắng. Trước tiên chúng ta sẽ nhận định về U19 Việt Nam và U19 Philippines nhé. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ có một điểm ở trận mở màn giải U19 Đông Nam Á 2022 của mình, khi có trận hòa tẻ nhạt không bằng thắng trước đội bóng chủ nhà U19 Indonesia. Mặc dù đã được kỳ vọng rất nhiều sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này, cũng như đã có cơ hội rõ ràng để đối mặt với thủ môn đội bạn, nhưng Quốc Việt đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ghi bàn cho U19 Việt Nam. Có thể thấy lối chơi quá rắn của U19 Indonesia đã khiến cho U19 Việt Nam chơi chùn bước phần nào, và có được một điểm trước đội bóng chủ nhà. Đây đã là thành công kha khá đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Công bằng mà nói, đây là trận đấu mà U19 Việt Nam chơi không hề tệ, nhưng có lẽ vì phải đối đầu với đội bóng chủ nhà đã khiến cho các cầu thủ trẻ gặp không ít áp lực, nên vận may vẫn chưa mỉm cười với họ. Khi mà số lần dứt điểm của U19 Việt Nam vượt trội hơn đối thủ hoàn toàn, chỉ cần các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam thi đấu nắn nót hơn trong trận đấu với U19 Philippines sắp tới, thì 3 điểm trọn vẹn đầu tiên tại U19 Đông Nam Á 2022 sẽ không phải là nhiệm vụ gì quá khó đối với đội tuyển Việt Nam. Phía bên kia sân, U19 Philippines lại không may mắn như U19 Việt Nam khi họ đã thất bại ngay trong trận đầu ra quân của mình. Tuy nhiên, việc để thua với tỷ số tối thiểu trước U19 Thái Lan thì nhiều người còn cho rằng đây là kết quả còn may đối với đội bóng của huấn luyện viên Christopher Perdimon. Bởi khi mà trận đấu còn chưa diễn ra, thì kèo chấp châu Á trong trận đấu này lên đến mức 3.5. Một kèo mà khi nhìn vào thì có lẽ nhiều người đã nghĩ ngay đến một thảm kịch dành cho U19 Philippines. Bóng đá Philippines chưa bao giờ được đánh giá quá cao trong khu vực và ở cấp độ trẻ của họ. Cụ thể là ở lứa U19 thì đội bóng này cũng chưa từng một lần vượt qua vòng bảng. Nên U19 Philippines sẽ không có quá nhiều cơ hội để làm khó trước U19 Việt Nam trong trận đấu này. Giờ thì chúng ta sẽ soi kèo U19 Việt Nam và U19 Philippines nhé. Với việc chỉ phải đối đầu với U19 Philippines thì chẳng có gì gọi là đánh giá chủ quan nếu như U19 Việt Nam là đội bóng sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Dẫu vậy, ở một kèo chấp vượt quá 2.5, như kèo 2.5-2.5 ở thời điểm này thì sẽ rất khó để đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có thể chiến thắng ở kèo châu Á. Đó là chưa nói đến các vấn đề chuột rút quá nhiều trong đội hình lúc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của U19 Việt Nam trong trận đấu tới. Nên một chiến thắng 2-0 để tạo bước chạy đà cho họ trong quãng đường còn lại tại giải U19 Đông Nam Á 2022 đã là một kết quả tuyệt vời cho người hâm mộ nước nhà. Và tất nhiên, trận đấu này cũng sẽ về xỉu ở kèo 3.5. Cụ thể Phạt Đền dự đoán kết quả soi kèo U19 Việt Nam và U19 Philippines như sau. Dự đoán tỷ số 2-0, kèo châu Âu, chọn U19 Việt Nam. Kèo chấp châu Á, U19 Philippines nằm dưới 2.5, 2.5. Kèo tài xỉu, xỉu 3.5. Xin lưu ý, trên đây chỉ là phần dự đoán không phải một lời khuyên, anh em hãy cân nhắc khi xuống tay. Và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.